nhớ rồi, nhớ rồi, rồi chụp hình sẵn lên sau cửa nè. Nó nói chị của cô giờ trả cả lọ hôn sân cô mà chị à, trả lọ sau ví này nó là chị. Cô ở châu đâu, chị này chị gì thế á. Chụp hình chạy hình sẵn lên sau tùa, nếu cô chị nhờ cô hôn gấu thế á. Nhà sau đó rong sớ ra rô rô cửa thế á. Chị xử lý tiệc của hôn chẳng có nhớ trong ví này mà nếu nhờ lông thế á. Nếu cô nhật sáng ca cửa thế á, nói là chị. Nó nô của trả cả lọ hôn gấu đọc em nó ok. Giờ tía hồi chú trong lón đi hơi rằng dì đâu của tía ồ. Thì của cô châu đôi cho dì lo lấy ở dính giờ này ở nên cô nhìn nhẹ của hùng chẳng có nhau huynh này thì nên cô sẽ xong đó là trong mẹ xảy tía cô xa xa cho đúa ở nhau huynh này là trong của tư chị trẻ tao sai tía của chê của chị tao nhau huynh này thì của chị bao huynh này của hùng ngâu trở kia là dễ sư đó chị cô châu đôi cho dì lo dính giờ của nên chị các khi xa xa đó là các khi chân đời lúc ra bên này cho bé chỗ cho tao bó ho bó thế nhở thì cứ cho tao cho đi chỗ đi xíu này xa xa ngã thế á xa xa đó xa đời cho cụ thế á Thank you.
ôi cho họ nó nhẹ nhàng của hôn câu nhau bên này thế nữa giờ thì cô hồi trong nó đi hơi giật gì cho cô thế cô hồi chồng câu nhau bên này thì nên cô nhiễm lòng thế nên cô nhà lò ba chào của chóng chóng này ạ thì cô ôi cho giờ thì hôn cho cô ta lên nó đi ho làm cho cũng nó ok nữa rồi. Lòng đôi chỉ còn nên hoa tóc tàn nhạt thế nào?
chị của họ là không có liên lạc cho bé sẽ đã thống hồng sẽ họ giờ thì hỗ trợ trong lần này họ giờ chị cụ thể ạ cha của cô ở cho nên sẽ sang cả của tiếc của họ thật gì để cho trường có của mất chất là khó vợ không cho bé tâm không lâu lúc cha đối nhau đó sợ sợ cho nó tiếc thì và tiếc chia sẻ thì nên sau lần sau tôi ở sang cả của tôi chỉ chế cho người thôi nó thế ạ thì bé mà lấy sinh chi đâu lấy sẽ chia